Xin kính chào quý cô, các bác, anh chị và tất cả mọi người đang đến với kênh An Huôn TV. Hôm nay em già đã có mặt tại thôn xá xíu tỉ B, xá Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Theo sự hiểu biết của em già ấy, thì có nghe nói bên thôn xá xíu tỉ ở trên cao nguyên này là còn rất là nhiều hộ đặc biệt là khó khăn, nhưng em già cũng chưa biết là hộ nào. Nay em già đi vào thôn để đưa toàn thể quý khán giả cũng như là anh chị đi cùng em già đi xem những cái hộ còn yếu lên, khó khăn và đơn độc. Vâng, xin mời tất cả quý khán giả cùng em già đi. Thì em già cũng sẽ đi vào hỏi mấy anh em ở trong này xem nào. Ở trong này thì em già cũng lần đầu đến đây ấy, thì cũng không biết là nhà nào mới khó khăn và hoàn cảnh, thì em già sẽ hỏi các anh và đập đá để làm gì. Vâng ạ. Đây nó đi hả? Trong thế thì đi ăn chua kê lẩu á chị ạ. Trong chua kê lẩu. Với em già cũng đã hỏi là đập đá để nhuộn cái đoạn đường đi vào thôn B. Sát đó mất cả trên ý. Em tàu là mua chít tọc trên lò. Ở bên kia là có 5-6 hộ nhưng mà vẫn phải đổ một đổ đường để đi vào 5-6 hộ bên đằng sau núi bên trong này. Ủa chà, nền lò. Ôi chà chà tiên chỉ tụng hả? Tụng hả nhỉ? Mình nhớ tôi chỉ tao có mà hôm qua phán được này qua ít được công sức rồi. Ồ. Nhà nhà thế à? Ờ. Họ chết thầy ti bóng lò. Ti bóng tao tao xong thầy đó. Ồ, tao tao xong cả. Nhà cho mình nhớ này chị qua nhà này qua chị tao này tao tao này có. Ồ. Thế thì em già cũng vừa mới hỏi bảo là sao ở trong nhà mà đàn ông với ông chồng đâu rồi mà bà lại hộ làm đá cùng anh em ở trong thôn. Thì cô có nói là ở trong nhà gia đình là ông bố mất sớm rồi, bây còn bà một mình nuôi bố đứa con. Bà ở trong thôn là có quy định là mỗi hộ phải một người ra làm để làm công để đổ cái đoạn đường đi vào đằng sau 6 cái hộ mà đang ở khe nú ở vào tích đằng sau nữa. Đấy thì bây giờ em già sẽ hỏi và nhà cô ở đâu và em già sẽ đi vào thăm nhà cô xem thế nào ạ. Thì nhớ đi mà nấu nến này ủa bữa giờ tao tạt công nấu nến chị tao chị tao lò chị tao tạt công á. Chị tao tạt công thế hay đi mà. Ô giải không xin tránh chị à, cho ấy một số này lâu chơi ít lìa hả? Một số ta mà. Em già có hỏi thì cô cũng đồng ý bảo là hiện giờ thì vẫn chưa cho phép nghỉ, nhưng mà do là hôm nay cô cũng có đến sớm và em già cũng sẽ xin các anh ở đây để đi sớm một chút để đi vào nhà cô thăm cái gia đình của cô cũng như là về hoàn cảnh cũng như là lịch sử ở trong gia đình ạ. Nó ngoài nên thì chả cho niềm mê ho số ít mì tiền do tàu mình gặp phía chả bé mùa tỷ trên ít tiền do chả nhưng mà tôi tôn ở đây ở công hỏi thì em già cũng vừa xin được các anh để đi vào thăm gia đình của nhà cô cũng như hoàn cảnh lịch sử bên nhà cô thế nào ấy ạ. Xin mời anh chị cũng như là quý cô quý bác đi cùng em già đi vào trong nhà, đi sâu vào trong nhà. Bé mùa. Hôm
vậy thì à nó nay chơi nhóc có trường này nó nhóc của chị đó đấy thì cũng em già thì cũng nghe cô nói bảo là cô cũng nói bảo là cái nhà ở bên này nhưng mà rõ là cái vừa tối ấy, mưa thì đường cũng là rất là bẩn mà một mình bà nuôi bốn đứa con ông chồng thì mất sớm hiện giờ đấy nhà hàng xóm thì cũng đang đổ đường mà trong khi đó trong gia đình lại không có ông bố để đi cùng hàng xóm đổ công nhau để đổi cái con đường mà cô bạn thân cô lại phải đi để làm công cho tất cả nhân dân đổ tuyến đường. Chơi nhóc đi lỏ. Cái nhà này là nhà của cô. Đây. Cũng có ván không bưng ván hết rồi. Chắc chắn rồi. Mỗi cái là hơi lấy cái không có đinh vào mà phải lấy cái chê này đảm bảo giữ cái ván ở trong này. Sợ mưa hát vào xong rồi còn bê cái tấm tôn này đóng vào để mưa đỡ hát vào nữa này. Cho cái hồ tre. Nói chung là cái nhà này cũng là so với những cái hội gia đình khác thì cũng đỡ đỡ hơn nhiều. Ôi nghiêm thế này, sao mà nhà nghiêm thế này? Mê lúc chơi chà vào bé lúc chơi rồi nó lò rồi nó lò chỉ bông rồi nó lò chỉ mất chỉ khô rồi nó lò đấy. Cửa cũng bàn tre này quý cô các bác ạ, anh chị cửa cũng bàn tre gia đình thì cũng mất tối giờ. Ôi nhìn bên ngoài vào thì cũng đỡ hơn nhưng mà vào sau vào bên trong và sau bên trong thì hiện tại là gia đình là cũng có nhiều cái hoàn cảnh cũng rất là hoàn cảnh. Đây còn là trong này là giường mà chế bạt thế này không bưng vá chế bạt không mấy tải cái gì để trong nhà. Nhà này cũng có nhiều cái hoàng cũng rất là hoàn cảnh đấy quý cô quý bác ạ. Thái cỏ bò rồi là ăn mèn mén, cô ăn mèn mén thôi. Trên này đồng bào là toàn là ăn mèn mén. Nhà này cũng hoàn cảnh cái chứ anh chị và mọi người ạ. Ván thì lục săn lục sục không chắc chắn rồi. Gia đình này cũng rất là hoàn cảnh. Đấy. Yêu bạn thân già là cái nhiều cái hoàn cảnh là gia đình này cũng là đặc biệt hoàn cảnh. Mỗi cái là không có ông chồng xong là ông chồng mất rồi không có ai lo liệu với gia đình rồi bưng bê cọc kèo là cũng ngang ngửa thế rồi. À niệm nó là thì giờ bóng tàu xong lỏ bóng tàu xong thầy đúng không? Tụi mẹ này là tụi giao lỏ tụi giao lỏ mấy mua trả xong hả? Mua gì xong hả? Gì xong mấy tăng nè thảo này chi bóng à tàu này mua trả xong hả? Này chi bóng này mấy xong thầy lúc bố mất là có mỗi hơn tuổi mà bây giờ đứa này có 6 tuổi rồi vậy là cũng được mất được hơn 5 năm rồi cũng rất là hoàn cảnh gia đình thiếu thốn nhất là mất cha còn mẹ phải nương tựa vào mẹ nhờ vả vào mẹ mà mới có cái ăn mới vất vả. Cái này là mùa đông là lại phơi quần áo ở trong này này đấy mùa đông là quần áo bông là không khô cho nên mới phải phơi ở gần bếp để cô để đội con có cái mạng để thoải mái cho em già hỏi về lịch sử cũng như là quá khứ và bữa ăn hàng ngày của gia đình ấy thì em già sẽ bảo cô và em già cũng đến ngồi để tâm sự cùng với nhà cô ạ. Nó sao hả? Nó sao thì ông đó tha cái này luôn à? Nè mẹ con đi máu rồi thì cho thành
ờ dù đó tụi mình nhỏ ủa lý nè ủa nó hào à bố cứ tết xuống đi chà nè bố cứ chuẩn chạy một tàu ít xíu bố lên chạy bên nó ở bố lý xíu ờ như bùa tết chỉ mua là mua nhỏ nhưng bùa tết chỉ mua cái tết chỉ mua ờ ấy thì với những câu hỏi của em già hỏi về cơm ngô đủ ăn không, vậy con bò con lợn là có đủ nuôi hay không thì cô có trả lời thưa là không có ngô thì còn hơn một xin bởi vì không tế là không biết là bao nhiêu nhưng mà còn rất là ít là không đủ cho ăn đến Tết chỉ đủ ăn hơn tháng hoặc là một tháng nữa là cũng hết rồi. Còn về vấn đề gia đình mà nuôi bò nuôi lợn đấy thì nhà bà từ khi mà ông chồng mất rồi bà mà mình nuôi con cái đi học là bà cũng không có con bò con tê hay là con lợn nào để nuôi. Nhà mình nuôi dế thì con cái còn nhỏ ấy thì bà bắt cô cũng không có cái thời gian để về chăn nuôi. Nuôi dế thì người ta cũng đã đủ cho gia đình người ta nuôi thôi, người ta cũng cho cô nuôi dế. Là hiện tại là trong gia đình là còn có bạn thân cô và bốn đứa cháu nhỏ ở trong một cái căn nhà, nói chung là cũng rất là hoàn cảnh luôn, thiếu thốn nhất là sự mất cha, và cái thứ hai nữa là thiếu cái ăn cái mặt đấy. Thì với những cái lời chia sẻ của cô là như vậy. Bây giờ em già sẽ hỏi lại cô là nương hoặc là những cái công việc hàng ngày của gia đình như thế nào ạ? Chẳng hôm nay của liệu tế thì liệu tế của anh tao thì dù của ý chồng thì tao không tao đi. Dạ, tao ý chồng mà chỉ luôn tao rồi ý chồng mà sẽ cho lối tao tớ. Ồ. Mà hai giờ chỉ mua chiếc xô à xì là chỉ cho nè tôi làm nó xuống nó xíu. Ồ. Thế tế cả nè thì dù tôi cho chồng nhưng tao mẹ sẽ phải thủ lộ ô lúc bao cười tế mẹ sẽ ồ ô tụi ni nhỏ ô tụi giao lò ô tụi ni mà nhỏ ô tụi giao ồ có cần đó là tụi ni chỉ cả tụi to chân cao tí chứ à ồ với cái câu trả lời của với cái câu trả lời của cô ấy thì em già cũng xin phiên dịch lại cho quý cô các bác cũng như là anh chị cùng nghe. Cô cũng có nói là ở trong gia đình với từ khi mà cô về lấy chú ấy thì gia đình cũng được rất là ít nương, là bởi vì trước ông bà là cũng đẻ nhiều con ấy thì phân đất ra là cũng không đủ để anh em làm ăn, thì mỗi người được rất là ít, mỗi một năm là được hơn 10 xin ngô. Trong đó ăn là bốn mẹ con là a cả năm. Bên cạnh đó đấy, con Úc này là cũng không đi học. Trong gia đình thì có mình cô để nuôi bố cái con nhỏ, con đang đi học, và con Úc này là trước là cũng do là ông bố mất sớm, cô thì không đi làm giấy kỷ sinh được cho nên không được đi học. Đấy, những cái câu trả lời của cô là như vậy. Sau một hồi em già có hỏi cô thì em trai thứ hai của nhà cô ấy cũng đi làm đường và cũng đã về với gia đình, bởi vì trên này là làm đường thì giờ cũng khá muộn, tầm 3 giờ 4 giờ rồi thì cũng cho nghỉ để về nhà. Có một số hộ là cũng có nuôi lợn ấy thì người ta phải đi làm, còn em thì cũng có về nhà rồi. Thì em cũng em già sẽ hỏi cái em về bạn thân xem là có lịch sử là có học hay không, hay là bố mất năm nào. Bởi lúc nãy là mẹ nói là em già cũng có nhớ rồi, nhưng mà mẹ của em nói ấy, thì em già chỉ phiên gì thôi. Bây giờ em già sẽ hỏi thực tế về con thứ hai của gia đình nhá. Lúc mà bố em mất ấy thì lúc đấy em học lớp mấy rồi? Học lớp 4. Lớp 4. Thế là bố mất được mấy năm rồi em? Bố mất thì 6 năm. 6 năm rồi. Mà trong khi bố mất em lớp 4
lúc đấy còn là trẻ, quý cô các bác ạ. Thế em học lớp 4 xong là em vẫn tiếp tục học hay là em nghỉ giữa trường ở lớp 4 à? Học hết lớp 4. Em cứ học lớp 4 ở nhà trường. Vâng, xong học hết lớp mấy thì mới nghỉ? À, hay là mới không học nữa? Học hết lớp 9 thì mới nghỉ. Mới nghỉ? À, có nghĩa là lúc mà bố mất ấy, thì em đang lớp 4 và em cũng cố gắng học hết lớp 9. Tại sao em học hết lớp 9? À, sao em học hết lớp 9 xong là em không học nữa hả? Học nhưng mà không có tiền. Không có tiền? À, lúc đấy bố mất rồi không tiền phải không? À, bây giờ nếu mà có cơ hội đi học nữa thì em liệu em có đi học nữa không? Có nhưng mà không có tiền đi học, không học. À, ý của em là bây giờ hiện tại là còn mẹ nuôi mình, mẹ mình nuôi thì không có tiền đi học nữa, bố thì mất rồi. Thế em có nhớ bố không? Có. Có à, nhớ bố à? À, mong bố là trở về với gia đình như là người những cái người khác mà đi làm thuê về ấy nhỉ, để nuôi chúng con cũng như là các em đi học ấy nhỉ. Đấy. Thì anh cũng chỉ ở thế thôi chứ không đi sâu vào trong hoàn cảnh của em. Không thiếu thì em lại khóc thì bạn thân em già cũng rất là buồn. Đấy. Em mấy tuổi rồi? Em 16 tuổi ạ. 16 tuổi. 16 tuổi trong khi em đang học lớp 4. Học hết 9 là em nghỉ. Em 16 tuổi rồi. Đấy thì mẹ mình nuôi em với em nuôi hai em với anh trai nữa hả? Đúng. À. Thế anh trai đâu rồi? Anh trai đi lấy củi rồi. Đi lấy củi rồi. Còn anh trai thì đi lấy củi. À, hai mẹ con thì đi đập đá. À, giúp công cho hàng xóm anh em. Đấy. Rồi anh trai khi nào về? Anh trai lấy củi thì phải tới 4 giờ 5 giờ mới về. À, 4-5 giờ mới về. Đấy, 4-5 giờ mới về mà đi lấy củi. Ở trên này là rất là xa. Với lại đường là cồng cành, toàn đường đá là cũng đi rất là vất vả. 4 giờ 5 giờ về là phải rồi. Về để kịp ăn tối và nghỉ ngơi. Ở trên này là có điện chưa em? Chưa. Chưa có điện à? Đúng. Ôi thấy đĩa à, bên kia có điện rồi mà sao bên này chưa có điện em? Hay là nhà mình không có tiền để mua nhà điện như không nhà có tiền đâu. À không có tiền. Tiền. Nhưng mà mấy hộ xung quanh là có điện chứ gì? Có hết. Có hết rồi. Còn mỗi nhà mình. À nhà từ khi bố mất là không có kinh tế để phát triển cũng như là mua điện dùng ở trong gia đình. Đấy, thấy cũng vất vả. Em đi làm đường cùng bên thôn là được mấy ngày rồi? 6 ngày. 6 ngày rồi. Tức là mỗi hộ gia đình phải ít nhất là làm được làm mấy ngày thì mới hết những cái công mà hộ bà con đi lại á. Làm đến 6 ngày rồi. Nhưng mà anh đang hỏi là khi nào ấy thì ở trong thôn mỗi người được bao nhiêu công rồi thì cho nghỉ. Làm hết cái đường này. À, có nghĩa là nhân dân bà con ở trong thôn là bắt buộc là nhân dân phải đồng lòng quyết tâm và làm hết con đường đi vào thì mới thôi, mới không làm nữa. Đấy, đoạn đường thì cũng là khi nào làm xong hết thì mới được nghỉ phải không em? Vâng, anh cảm ơn nhá. À, anh quên hỏi này, anh quên hỏi cái tên của em với mẹ rồi. Em già cho phép em già sẽ hỏi cái tên của mẹ trước rồi đến tên của em nhá. Mẹ tên gì em? Mẹ tên là Sông Thị Si. Sông Thị Si. Còn em? Em là Già Mỹ Vũ. À, Già Siêu Vân. Đúng. Vâng, Già Siêu Vân. Đấy. Vâng, cái tên rất là đẹp, phù hợp với cái tuổi 16 của em. Đấy, anh chúc mừng nhá, anh cảm ơn nhá. Rồi anh mình sẽ đứng dậy và đi xem thăm lại căn nhà của em xem thế nào nhá. Vâng. Ấy thì sau một lúc trò chuyện thì em già cũng sẽ đưa quý khán giả cũng như là anh chị em đi thăm
cái căn nhà của em. Vâng, đây là cái căn nhà mà ông bố mất rồi, mẹ một mình nuôi bốn đứa đi học. Hiện giờ bố không còn nữa, là cái nhà sẽ như thế nào đây? Ôi rồi, cái nhà rách hết rồi. Dù là tấn ván nhưng mà không chắc chắn rồi. Ôi, bên này là toàn là tre này. Ở trên này là cái tre vào để mưa đỡ phải hát vào à. Khổ quá. Đấy. Ở trong giường này, cái giường này là của em à em? Của mẹ à? Của em à? Ôi giời, em che cái bàn này. Không thể. Vâng. Đây cái cửa này. Cửa này cũng là tre. Đi ra ngoài. Vâng, em già thế à, đưa đi ra ngoài bên đằng sau nhà để đi tham lễ căn nhà của em. Ôi giời, nó nghiêm thế này. Cái nhà này cũng rồi, nghiêm rồi. Hợp lại sang bên này hết rồi quý vị ạ. Đây. Cái nhà thì nghiêm nghiêm ngả ngả. Còn đây lại là cái tấm tre nữa. Nhà này rất là thế. Đây, cái gia đình này cũng rất là hoàn cảnh. Từ khi ông bố mất rồi thì không có ai tu sửa san gì hết. Con cái thì chưa lớn đủ sức để sửa lại cái căn nhà. Đằng sau là cái vách đá. Cái nhà sắp đổ rồi sao lại để cái canh ngô ở đằng sau này nữa à? Nhà này cũng sắp đổ rồi. Vâng, em già. Vâng, sau một thời gian tâm sự cũng như là trò chuyện cùng với gia đình thì một người mẹ mà có khả năng nuôi bốn người con, trong khi đó ông bố thì mất rất là sớm, khi mà ông em con trai thứ hai á vừa mới học lớp 4, hiện con trai cũng 16 tuổi rồi, vậy là bố cũng mất rất là sớm. Nay em già cũng vào cảm thấy cái hoàn cảnh của gia đình là cũng rất là thiệt thòi. Cũng mất cha, thiệt thòi lớn nhất của gia đình là mất cha. Đấy, lúc nãy cũng đã chia sẻ rồi, ngô thì không đủ để ăn quanh năm, còn đi học thì không có bố để nuôi học, còn mỗi mẹ thì em, các anh nhìn các em cũng bỏ học dở, bỏ giữa trường, hồi lớp 9 bỏ giữa trường. Em già cũng cảm thấy là rất là có một điều là rất là ái nái, là nếu mà mình có bố ấy, thì khả năng mình sẽ đi học xa và cao hơn. Thế thì qua những cái lời trò chuyện cũng như là ghi lại thì toàn bộ cái hoàn cảnh cũng như là lịch sử của gia đình thì em già cũng xin chia sẻ cũng như là mong các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cũng như là khán giả cùng nhau đồng hành cũng như là giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh có một mẹ mà có khả năng nuôi bốn đứa con là lớn và cũng có khả năng làm một cái trụ cột của gia đình, như là một bên một tay che là của ba, một tay là đứng bên mẹ là một mình. Cô nuôi bốn đứa con là em già cũng cảm thấy là rất là không phục cô. Cũng qua đây thì em già cũng khá là muộn rồi. Xin phép em già cũng quay về. Cũng lần đầu ấy thì em già cũng rất là hồ hộp đứng trước cái ống kính. Thì em già xin phép có gì em già nói không sói không chuẩn là nhiều cái khác đấy, thì xin các anh chị em cũng như là toàn thể khán giả bỏ qua cho em già, và xin toàn thể khán giả cũng như là anh chị luôn luôn đồng hành cùng kênh A Huân TV. Vâng, em già xin phép xin kết cái video tại đây. Xin hẹn gặp lại và các video tiếp theo.